Ông La Tử Chiêu nghỉ học từ nhỏ, 28 tuổi trở thành bếp trưởng của một khách sạn 5 sao ở Bắc Kinh. Vào lúc sự nghiệp đỉnh cao lại vướng phải 2 năm lao ngục. Hiện tại, ông làm giám khảo một cuộc thi nấu ăn quốc tế ở New York. Câu chuyện đằng sau những thăng trầm cuộc sống đó là gì? Những thăng trầm cuộc sống của một đầu bếp chứ danh. Lúc mới học nấu ăn, có lẽ vì tôi rất yêu nghề này nên tôi học rất nhanh. Đến năm 19 tuổi, thầy giáo gửi tôi đến Bắc Kinh. Và tôi đã trở thành bếp trưởng vào năm 19 tuổi. Chủ nhà hàng phát hiện tài nấu ăn xuất chúng của La Tử Chiêu, hơn nữa cũng rất coi trọng sự hòa đồng của ông ấy. Kể từ đó, La Tử Chiêu trở nên nổi tiếng trong ngành ẩm thực. Năm 28 tuổi, ông trở thành bếp trưởng đầu tiên của bếp ăn đồ hoa tại khách sạn 5 sao Côn Luân ở Bắc Kinh, là khách sạn 5 sao đầu tiên do người Trung Quốc tự thiết kế và quản lý. Trong cuộc sống lúc đó, có một việc ảnh hưởng lớn nhất đến tôi, chính là sau khi vợ tôi sinh con, đã mắc một chứng bệnh phụ khoa. Khi tôi nói chuyện với bác sĩ, ông ấy nói thật với anh, bệnh này không có thuốc chữa, chỉ có thể khi nào khó chịu quá thì dùng thuốc. Sau đó vợ tôi biết đến Pháp Luân Công. Sau khi cô ấy học Pháp Luân Công thì bệnh đã khỏi. Bác sĩ cảm thấy thật khó tin. Việc này chính là lý do then chốt thúc đẩy tôi tu luyện Pháp Luân Công. Lúc mới học Pháp Luân Công, tôi thấy mình thay đổi rất nhiều. Trước tiên là bỏ rượu và thuốc lá. Tôi là bếp trưởng ở khách sạn mà, việc xuất nhập hàng đều do tôi quản. Trong tình huống ở đại lục bấy giờ, một cách tự nhiên tôi trở thành đối tượng được các nhà cung cấp hối lộ, nhưng tôi đều bỏ qua, tôi không lấy tiền của người khác. Có lẽ do ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội nên tôi có khá nhiều bồ nhí, thời buổi này người ta hay gọi là tiểu tam gì đó. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi thấy mình tuyệt đối không thể làm vậy. Tôi đã gọi điện thoại cho từng cô và nói rõ với họ tôi không thể sống như vậy nữa. Cuộc sống hạnh phúc của gia đình La Tử Chiêu mới kéo dài được vài tháng. Thì vào 20 tháng 7 năm 1999, Trung Cộng đã bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Kể từ sau 20 tháng 7 năm 1999, hầu như mỗi ngày đều có hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đến văn phòng kháng cáo hoặc đến quảng trường Thiên An Môn để biểu đạt tiếng lòng của mình, hy vọng chính phủ bãi bỏ chính sách đàn áp. Tôi nói mình nhất định phải đi kháng nghị. Sau đó tôi đi mua một tấm vải màu vàng và một cây bút màu xanh da trời để viết chữ Pháp Luân Phật Pháp lên đó. Tôi đến quảng trường Thiên An Môn dương tấm biểu ngữ này. Sau đó tôi đã bị bắt. Chỉ vì dương một tấm biểu ngữ, La Tử Chiêu đã bị cảnh sát áp giải từ Bắc Kinh đến trại tạm giam Thuận Đức thuộc tỉnh Quảng Đông. Khi đó cảnh sát, lúc thực hiện cái gọi là thẩm vấn tôi, họ nói, anh Chiêu, anh có cuộc sống tốt như thế, anh cứ về nhà mà luyện, cần ký tên là được. Tôi nói với họ, các anh làm trong cơ quan chính phủ, các anh không thể ép tôi nói dối. Các anh có biết điều quan trọng nhất trên đời là gì không? Đó là thân thể khỏe mạnh, đạo đức hồi thăng, gia đình hạnh phúc. Sau khi luyện Pháp Luân Công, những điều đó tôi đều có được. Tôi thấy đời này không có bất cứ lý do nào để từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Một năm sau, La Tử Chiêu vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho những đồng hương ở quê nhà mà bị giam giữ 2 năm trong trại lao động Tam Thủy ở tỉnh Quảng Đông. Tôi phải đeo thẻ màu đỏ, nghĩa là bị quản giáo nghiêm ngặt. Họ giam tôi trong một phòng giam nhỏ. Khi tôi vừa chợp mắt, họ liền đá tôi, đẩy tôi, không cho tôi ngủ. Trong suốt hơn 10 năm bị bức hại, La Tử Chiêu rơi vào cảnh gia đình ly tán, không có ngày nào được yên. Tháng 2 năm 2011, La Tử Chiêu đặt chân đến nước Mỹ. Không lâu sau khi đến Mỹ, La Tử Chiêu tham gia cuộc thi ẩm thực Trung Hoa quốc tế và đã giành được giải vàng cho món ăn Quảng Đông. Nguyện vọng lớn nhất của tôi là giúp những người phương Tây thật sự cảm nhận được nền văn hóa truyền thống chân chính của Trung Hoa. Ngoài ra, còn một việc tôi cần phải làm là giảng rõ chân tướng, chính là mang chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công vốn đang tiếp diễn tại Trung Quốc để nói với người dân trên toàn thế giới.